Xin chào tất cả anh em mình ha. Xin chào tất cả bà con trên miền Tây Bắc nha bà con. Hôm nay em có về được nít máy nè. Nhưng mà máy này máy là hệ lớn nha nè. Con đầu tiên em quay cho anh em là con Yanma SS90G. Gió đạn nha anh em. Đặc biệt là một số anh em rất là thích cái dòng này. Đạn này. Máy này còn theo em nhận xét thì còn quá mới luôn nè. Ở đó trên 10 đạn chưa rửa. Cái này mà rửa ra cái máy này chắc chắn với anh em là rất là đẹp luôn. Này trên xe máy xuống CNC nó gì nữa nè. Ở đó trên 10 đạn dòng này chạy đã luôn, không biết nói gì luôn. Như bị cái này giống như bị mất hơi nè, này chắc phải dỗ xuống bắp. Con dầu rất là đẹp luôn, con dầu rất là đẹp. Cái này anh em nào cũng mua về tự dọn ha, em cũng xin báo giá cho anh em mình luôn. Mua về tự dọn em tới anh em ơi. Em đang quay đợi em chút. Em đang quay đợi em chút. Anh em về tự dọn rửa lên ha. Này em tới anh em 9:30 nha nè. 9:30 con này. Mấy cái quá trời đẹp rồi nè. Vậy này thấy máy whip whip không nè. Này dân mã tới 90. Anh em nhìn nó mới nè. Nhưng mà này thì nó hơi mẻ dành tí nè. Này là ba dê. Máy này rửa ra là tới nách nè. Cái này anh em về tự dọn em tới anh em 6:30 nè. Máy này chắc chắn với anh em là rất mới luôn. Mới dữ dằn. Mình chưa coi cái hình dầu nó làm sao. Còn dầu luôn. Mấy anh em nghĩ quay chạy anh em ơi. Mấy mà anh em về thấy mà dầu nó còn ốc hết là hết cái nào nó tệ lắm. Nên em quay không nổi, lăn không nổi. Nhờ gom ơi con lăn qua thử rồi có hơi không gom. Anh em nhìn bong bóng nhất rồi nhìn nó đủ ăn tiền cho anh em à. Nhờ con lăn cái tròn con lăn được lăn ok phải không. Cái này 6:30 nha anh em. Còn con này là con Yanma ép máy đây. Cái này em hết biết ép máy rồi. Cái này ngoại hình thì nó không có thùng dầu này. Cái này nặng quá. F7 anh em ơi. F7 không có thùng dầu. Em nếu mà mua về tự dọn ha. Mua về tự dọn tới anh em 3:30. Mấy cái đẹp không anh em ơi. 90 nữa nè. Đẹp. Long lanh luôn. Cái này có ghi chữ 83 nè. Mấy này rất đẹp luôn. Anh em về tự dọn em tới anh em 65 nha. Chắc chắn với anh em rồi, mấy này là mua không tiết tiền luôn á. Nhìn cái máy như vậy thì mình xuống tiền mình không ngán nè. Em cũng vậy nữa, em lấy rút kinh nghiệm được một là lấy máy đẹp anh em ơi. Bu ly còn xanh dần luôn á. Máy này anh em làm thì em tới anh em 6:30 về anh em tự dọn nha. Còn anh dọn tính giá khác. Còn cái này nè. Ở tới 90 bọc đạn con này đẹp nhất rách nữa nè. Con này là còn như này con F5 này một S65. Còn khách chốt con này rồi nha nè. Không còn dọn F6 này em bán rồi. Còn này F1 S65. Anh em nào làm thì alo em ha. 1 S65.
quá trời, đang 90 nữa mới anh em mình nuôi đạn này hết hình dung thì chứ. Này xứng đáng đồng tiền luôn anh em ơi. Con này em làm nổ rồi em bán anh em 10 triệu ha, phí ship 500. 10 triệu nha anh em. Này anh em coi nè. Trụ vô một cái nha. Nó rắn phiếu vậy. Đi lắm cái này. Ôi ôi cái thùng dầu. Quá đẹp luôn. Xứng đáng đồng tiền. Hôm nay có cái Mitsu nữa nè, Mitsu 85, nhưng cái da này da 75 hay gì nè. Da 75 anh em ơi, ngày mới về không chưa đóng chân nền. Cô ta trời ơi, quá khứ rồi, quá đẹp anh em ơi, long lanh luôn. Anh em nào làm thì alo em nha. Này là máy chưa dọn hết. Còn này Mitsu 85 cũng đẹp nhất nách nữa nè. Số 3. Con này con số 4 nè. Nhất cái nách luôn. Còn này con ra nè, em coi ra máy đây. Ra 75. Con này thì tương đối chứ không đẹp bằng con mển. Rồi anh em nào được con nào hú em nha. Con này bị em chưa coi giá. Em coi rồi em báo giá anh em luôn. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em ơi. Cảm ơn anh em cũng như bà con mình đã xem hết video của tụi em ha. Em chào anh em.